Bạch sư cho con hỏi về quả báo của việc tham gia lễ dân y Ca Thi Ná. Vì con còn là sinh viên nên không có tiền mua y hay thứ vật dụng cúng dường chư tăng. Vậy con có được tham gia lễ dân y không ạ? Và khi tham gia lễ dân y mà không cúng y hay tứ vật dụng thì có phước báo nào không? Thì nếu như quý vị dự lễ thôi mà mình không cúng gì hết thì mình cũng có phước, đó là gì? Cái phước tùy hỷ. Tức là mình thấy người khác làm phước rồi mình hoan hỷ theo thì mình cũng có được cái phước tùy hỷ ha, cho nên là nó cũng là có phước. Cái phước tùy hỷ này á, nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là mình hưởng ké nghiệp, mình cộng nghiệp chung với người ta. Xin lấy ví dụ đi. Xin lấy ví dụ như bây giờ Thụy Sĩ là một nước được xem là thu nhập cao và hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà Thụy Sĩ có người nghèo không? Hình như có à. Thì thay vì á, mình là người nghèo ở xứ Châu Phi à, thì tại xung quanh ai cũng nghèo hết, mình là người nghèo ở xứ Châu Phi à, thì nó sẽ khác. Mà mình là người nghèo ở Thụy Sĩ thì hình như nó khác á. À, thì cũng cái kiểu cộng nghiệp đó, mình cộng nghiệp chung thì ví dụ như người ta ở ở cái xứ nó tốt thì mình cũng cộng nghiệp mình chung với người ta ở cái xứ tốt. Nhưng mà cái nghiệp mình do mình cũng không có bố thí gì hết, thành ra mình cũng chỉ hưởng ké tới đó thôi, tức là ké cái hoàn cảnh thôi. À, hoàn cảnh rồi chính sách rồi sự giúp đỡ các thứ. Thì nó là một cái loại phước của tùy hỷ ha.